Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 146 được tổ chức tại thủ đô Manama của Bahrain. Bên lề cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sorthon Sainyachak. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của đất nước bạn. Trao đổi về tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy hai bên đã chính thức triển khai thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác ký vào tháng 5 năm 2022. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ cùng giám sát các dự án đầu tư hợp tác song phương nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nâng cao hiệu quả hợp tác. Nhất trí phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị tổ chức hội nghị Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam dự kiến vào cuối năm nay, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong quá trình Lào tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA vào năm 2024.